Bí ẩn về báo đen huyền thoại. Báo là một trong những loài mèo lớn nhất và mạnh mẽ nhất trên thế giới. Loại lớn nhất là báo Siberia, có thể nặng đến 300 kg. Báo có bộ lông ngắn, dày và có các đốm đen, vằn hoặc sọc tùy thuộc vào loài và môi trường sống. Báo là những thợ săn giỏi, thường săn mồi đơn lẻ trong đêm. Chúng có khả năng nhảy xa và chạy nhanh, giúp chúng tấn công mục tiêu một cách đột ngột và hiệu quả. Báo có khả năng bơi lội tốt, thỉnh thoảng chúng săn cá và các loại thực phẩm khác trong nước. Nhiều loài báo có khả năng leo cây tốt, điều này giúp chúng tránh sự săn bắt của các thú săn khác nghỉ ngơi và thậm chí là để săn mồi. Có khoảng 40 loài báo khác nhau, được chia thành hai phân họ chính, Panthelini, bao gồm báo, sư tử, báo đen và báo trắng, và Felini, bao gồm báo mèo và báo vàng.